Pha phát bóng của Bích Tuyền. Bước 1 và đường chuyền 2 của cầu thủ Vĩnh Phúc đều không có được độ chính xác cao. Đập bóng hàng sau. Lần này thì điểm dành cho cầu thủ Vĩnh Phúc. Sự chủ quan từ hàng sau của Ninh Bình. Điểm số nhanh chóng dành cho cầu thủ Ninh Bình. Đổi phát bóng 14-3. Đây là tình huống mà Nguyễn Thị Trinh đã hơi giật mình. Thêm một pha tấn công nhanh nữa, cơ hội cho cầu thủ Vĩnh Phúc. Bóng ra ngoài. Lần này thì bóng ra ngoài sân với pha đập bóng của Đinh Thị Thúy. Ngoài hai libero thì chỉ có 10 thành viên khác đến với Đại hội Thể thao Toàn quốc. Bóng cắm. Tình huống đập bóng rất mạnh của Bích Tuyền hướng thẳng với phía libero bên phần sân đối diện. Bóng chạm chắn ra ngoài. 3 điểm liên tiếp dành cho Ninh Bình. Bóng vẫn sang phần sân của Vĩnh Phúc. Nhưng đây là tình huống bóng ra ngoài. Pha xử lý hơi vội của Thu Hà. Bích Tuyền vẫn là người mang về những điểm số ấn tượng dành cho Ninh Bình. Sức bật tốt và khả năng đập bóng uy lực của Bích Tuyền. Cô luôn là một mũi nhọn tấn công đáng chú ý trong mỗi trận đấu ở giải vô địch quốc gia vừa qua. Thì Bích Tuyền luôn là người ghi nhiều điểm nhất cho Ninh Bình ở mỗi trận đấu của đội bóng này. Bóng lại hướng đến vị trí của Bích Tuyền, lần này là vị trí số 2.
với môn bóng chuyền trong nhà của Đại hội Thể thao lần này thì mỗi ngày sẽ có 5 trận đấu ở cả hai nội dung nam và nữ. Bước vào tuần đấu thứ hai thì các trận đấu sẽ là 4 trận một ngày. Bóng vẫn rơi sang phần sân của Vĩnh Phúc, điểm cho Ninh Bình. Bước một không tốt và tiếp tục là điểm số dành cho Ninh Bình. Mười tám sáu. Hơi với một chút nhưng vẫn đủ tầm cao cho Đinh Thị Thúy thực hiện có một phản ứng nào. Và 25-9 là kết quả của hiệp đấu thứ 3 chung cuộc. Cầu thủ Ninh Bình có sự khởi đầu vô cùng thuận lợi tại đại hội lần này với chiến thắng 3-0 trước Vĩnh Phúc. Một trận đấu rất lệch giữa hai đội khi Ninh Bình có đầy đủ lực lượng tốt nhất và giành thế áp đảo trong cả 3 hiệp đấu vừa qua. Trận đấu thứ 2 trong ngày hôm nay cũng đã khép lại một cách chóng vánh. Chiến thắng 3-0 cho Ninh Bình trước Vĩnh Phúc. Trong những trận